you want to read the questions first, okay? So let's go to page number 47. Đang số 47 chúng ta cùng đọc câu hỏi với nhau. And vì là nó ngắn cho nên mình sẽ đọc cho cả anh chị nghe nhé. So number one is what the Mahler see? And number two is how has her life defied the experts' predictions? What does it mean by defy? Defy nghĩa là gì cả anh chị? Dạ không, defy nè mới là định nghĩa ha. Còn bên này là defy. Dạ không sao, dạ không bên này không tuân theo coi thường. Ok, ok. Hay là nó đi ngược lại đấy, hay ví dụ như thế, right? And how does she feel on the field? Okay, so when you read it like this, it seems like this person is an athlete, right? Là một vận động viên gì đấy, đúng không ạ? Như vậy cái anh chị có cái field đó. What strategies have helped her to be successful? Mình có chữ strategy nghĩa là gì cả anh chị hả? Trong câu số 4. Strategy là chiến lược, chiến thuật. Yes, very good. And how does she feel about her effect on other people? So these are a few things that you need to pay attention, okay, when we read. Như vậy là Mala thấy cái gì, phải không? Thấy ở đây là trong cái mục đáp thế. Cuộc sống của cô ấy, phải không? Là đã đi ngược lại với những cái sự dự đoán của các chuyên gia như thế nào. Cô ấy có cảm giác như thế nào trên cái đường chạy hay là trên cái sân gì đó, phải không ạ? Cô ấy đã sử dụng những cái chiến lược nào đã giúp cho cô ấy thành công, và cuối cùng đó là cô ấy có cảm giác như thế nào về tác động của mình đối với những người khác. Okay, so I'm gonna be reading it for you. Mala Vinayan is a woman used to questions. There are the interviews about how she made history chasing an Olympic dream, runners who want to know how she trains, people looking for advice on how to overcome the obstacles in their lives. They come to her looking for answers, sometimes mundane and sometimes profound. Mundane có nghĩa là nhỏ nhặt, vặt vãnh hàng ngày. Profound có nghĩa là sâu sắc. Okay. But since she was a child, there has been one question that has followed her above all others. What do you see? At the age of 9, Runyan was diagnosed with Stargardt disease. It's a genetic condition that causes progressive vision loss, and most who suffer from it have their sight degenerate to the point of legal blindness. Cái chỉ có động từ degenerate, người ta định nghĩa phía dưới này có nghĩa rằng là càng lúc nó càng tệ hơn, và mình có cái chữ legal blindness, okay? Blindness là có nghĩa là bị mù cả anh chị nhá. Và legal ở đấy là sẽ trên mặt là pháp luật, có nghĩa là mình nhìn vào cái có thể là người đó có thể nhìn thấy một số các cái đồ vật đồ này nọ thế kia như vậy, nhưng mà chẳng hạn như mình lái xe là mình không có được cái tầm nhìn tốt, ví dụ như vậy, thì cái đó người ta định nghĩa được gọi là legal blindness. It means that you don't completely, okay, you are not completely blind, if you will. Now 44, Runyan's vision is reduced to shadows and indistinct shapes, though she retains some peripheral sight. Cảnh chỉ có chữ peripheral tức là cái tầm nhìn ngoài biên. Cảnh chỉ thấy rằng là cảnh chỉ nhìn như thế này, nhìn thẳng là mình thấy nó rõ nhất, nhưng mà hai bên mắt của mình là mình nhìn nó không có rõ lắm, phải không ạ? Thì cái đó được gọi là cái ngoài biên ấy, là phía bên ngoài cái tầm nhìn của mình ấy. Here's what I do see, a permanent blot in front of my eyes that almost has physical properties. She described in her autobiography, no finish line, my life as I see it. Imagine that someone took a flash picture and the flash brought into your eyes. For a few moments, you'd see a purplish or gray blot. In a few minutes,
it could fade away, and the world around you could disappear, would appear normal again. For me, it stays. However, she has refused to be defined by her condition. Today, she holds the Paralympic world records in the B3 division for the 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, high jump, long jump, and pentathlon. Her success has extended far beyond athletics. She has been a teacher, a public speaker, a coach, the race director for the Camarillo Half Marathon, a philanthropist for Camp Ability, and with the publication of her autobiography, No Finish Line, My Life as I See It, a best-selling author. This was not the life most thought Rian would have. As a child, the specialist told her to lower her expectations. They told her she shouldn't expect to get the same grades as her fellow students because she wouldn't be able to learn the way they did. They told her that meant she likely wouldn't get into a good college. While grown men may not have been graced with perfect eyes, she was given a loving mother who instilled in her a sense of hard work, self-reliance, and pride. A poor attitude can be far more disabling than blindness, Ruiyan would later say. All of the specialists were wrong. Ruiyan refused to give up because of her disability. In 1987, she graduated from Adolfo Camarillo High School, then went on to attend the University of San Diego to complete her master's degree in 1994. She studied education for deaf and blind students. Still, none of it came easily. As an adult, Ruiyan admitted to struggling in the classroom because schoolwork was so laborious for her. However, one place she felt free was on the field. She'd always been an athletic girl, and in college she found herself drawn to the track. When she was running, the divisions between herself and the students with perfect vision fell away. She felt as if she could do as well as everyone else. It was a feeling she would chase the rest of her life, and following it would lead her into history. In 2000, when she journeyed to Sydney, she became the first legally blind person ever to compete in the Olympic Games. Then in 2002, she finished the New York Marathon in fourth place with a time of 2 hours, 27 minutes and 10 seconds, becoming the fastest American in that year's competition and the second fastest American woman ever to cross the finish line. In preparation for those games, Ruiyan told reporters that her biggest challenge was to keep track of the people just ahead of her as she navigated the field. To compensate for her handicap, Ruiyan prepared for a style of racing she described as fast and tactical, a combination of both. The one thing she didn't plan for or want was sympathy. I don't expect any mercy. No mercy whatsoever, she said. They're going to stay. Go ahead, Mala. It's not going to happen. Ruiyan's unique story put her in the international spotlight and brought her fans across the globe. Ruiyan explained to reporters that, though she loves knowing that she inspires people, seeing how strongly some people react to her story can be shocking. In that interview, Ruiyan went on to recount how she received an email from a woman whose son wanted to be a skateboarder but had also been diagnosed with Stargardt's. At first, the mother refused to allow him, but once she read Ruiyan's story, she told him, "Go get the ramp." As much as these stories inspire Ruiyan to continue her example,
She admits that even reading them can be a struggle. Reading is extremely difficult, and she can only do so with a voice output system on her computer. The words have to be enlarged so that sometimes only three letters at a time can fit on the screen. There are moments when she simply gives up for the day. Even the simple act of reading an email is so much. Those moments never last long. I've never known anyone to be successful if all they do is blame, if they choose to be a victim. She told reporters, if you choose to be a victim of this or that, or of what others have done to you, or what you believe to be someone else's fault, you are just constantly making excuses. I think the secret to achieving something is holding yourself accountable for your choices, good and bad, and learning from your mistakes, and then regrouping and moving on. It's an ongoing process. So that is the end of the reading, and I want you to spend some time and try to answer the questions. Make sure that you underline the evidence. Cảnh chị gạch trắng kỹ bằng chứng hả? Ở trong cái bài giúp cho mình hết. And if you have the answer, please type it in the chat box and show me the evidence by pointing out the number of the paragraph, okay? Cảnh chị nhớ tin bằng chứng nha. One is A. I'm sorry, but that is not the correct answer. Nó không phải là câu trả lời đúng cảnh chị hết. One is B, shadows and indistinct shapes. Rồi bây giờ trong này đáp án là của chị Trang Hoàng là đúng này hết. Như vậy chúng ta có từ A cho từ B cho từ C này hết. Chị Trang Hoàng, tại vì sao nó lại là blindness? Như vậy những điều mà em đọc thì em hiểu là mù hoàn toàn. Còn chị này là lúc đầu còn thấy nhưng mà sau đó nó mờ dần, người ta gọi là mù hợp pháp hay mù chỉ mù pháp lý á cô. Yes, exactly. Tức là phải mua bẩm sinh mà tức là một cái hồi chứng mà là mù hình, phải không nào? Yeah. Nên là những cái mà blot hay là cái shadows and indistinct shapes đó thực ra là cái những cái giai đoạn và gốc mà cái cô này cô gặp phải, và cái đáp án nó chính là blindness there. Yeah. And again, you know, like I said, she's... Cô ơi, em hỏi tí. Cô em đọc trong cái này thì em thấy cái cô này nè là ban đầu tiên là cổ không có bị mù hoàn toàn, cổ vẫn nhìn thấy đường, cổ vẫn, nhưng mà về sau thì cổ bị mù hoàn toàn luôn. Thì yeah, trong cái câu đọc thì người ta nói, em thấy biết em hiểu đúng không, là người ta kêu là khoanh cái câu mà sai chứ không phải là khoanh câu đúng, nên là em khoanh câu sai. Thì vì trong em đọc thấy là có một cái bài nó đúng rồi, mình xin lỗi. Yes, nên là em thấy là em chọn câu A, bởi vì cô đó không phải là nhìn vết bẩn gì đó, không có liên quan gì tới cái đó hết. Yes, nên là em chọn câu A. Rồi bây giờ này C là đúng này, tại vì như thế này này không phải A đâu ạ. Cái cô này có thấy cái permanent blot không? Có mà phải không? Có thấy. Yes. Có nghĩa là cái đó là đúng, nhưng mà trong bài của mình là mình chọn cái không đúng chứ không phải là chọn cái đúng. Thì không đúng ở đây là C, bởi vì blindness là mù bẩm sinh, còn chị này là hồi chứng mù chứ không phải là mù bẩm sinh. Yeah. Nhưng mà có phải là chị này tới cái khúc của chị có cũng không có nhìn thấy đường hoàn toàn luôn mà. Dạ không, thì không thấy, cũng không thấy. Nếu mà mù bẩm sinh là sinh ra là nó mù luôn, con chị này là thì cái chữ blindness là mù hẳn luôn từ lúc mới sinh luôn hả cô? Là dạ đúng rồi đấy ạ. Dạ. Còn mù mà dần mà không thấy đường luôn mà mù luôn thì mình dùng là chữ gì cô? Người ta gọi là legal blindness. Legal blindness là mình mù nhưng mà mình vẫn còn thấy mờ. Dạ đúng rồi. Dạ, nhưng mà cái cô này á là em đọc em không hiểu được, cái cô này cũng ban đầu tiên là cổ mù nhưng mà cổ vẫn thấy mờ, nhưng sau này á về sau á thì cổ mù hẳn hoàn toàn.
không 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 chị thấy không, cái đoạn cuối á là cô này cô đọc được email của người ta mà, chỉ có là phải phóng cho nó to ra, phóng cho nó lớn lên đến mức mà coi như là một cái màn hình như vậy là chỉ có được 3 cái từ thôi, có nghĩa là vẫn thấy. Và trong bài nó có nói rằng là cô này cô có cái peripheral sinus, có nghĩa là vẫn có được cái tầm nhìn ngoài biếng á, có nghĩa là ví dụ như ai đó đang tới cái gì đó nó rất là to là lớn và xuất hiện được mặt cô thì cô vẫn thấy mà. Rồi em cảm ơn cô. Dạ không sao cả hết. Như vậy là ở đây mình phân biệt hai khái niệm, đó là legal blindness and then blindness, right? Như vậy là tại vì sao nó legal này, vì nếu như mà mình mắt mình nó thấy mơ mơ như vậy là cảnh chị không được lái xe đâu. Cảnh chị hiểu hiểu mình nói nè, nhưng mà mình mắt mình phải sáng, đủ sáng, mình có cái tầm nhìn rõ để mình có thể cảnh được cái này cái kia thì cái đó mình mới được phép lái xe. Cảnh chị hiểu hiểu mình nói không? Và cái này chỉ riêng là lái xe và những cái thứ khác nữa. Và theo định nghĩa thì là mặc dù mình có thể như thế nhưng mà không đủ rõ thì cái đó là mình vẫn bị mù trên phương diện pháp lý. Ok. Dạ rồi, bây giờ cái câu số 2 của cả anh chị là cái đáp án sai là gì ạ? Cô ấy đã đi ngược lại với những cái tiếng đoạn của các experts là gì? Mà cái sai á, hả? 2C hả? Không, 2 không phải C đâu ạ. À rồi, như vậy chị Ngọc Lan và chị Nguyễn Linh có 2B là đúng rồi hả? Cô ấy tốt nghiệp đại học có này, phải không nào? Học và lên cả master, là học cả bậc thạc sĩ. Cô ấy viết sách mà bạn trai nhất có không? Có phải không nào? Cho nên là cái chuyện mà cô ấy sách dạ có. Dạ có. Cho nên là struggle in the classroom có nghĩa là cô ấy phải rất là khó khăn là trong lớp học thì là cái đó là sai ấy. Tại vì cô ấy tốt nghiệp mà, đúng không? Cho nên mình tìm đáp án sai nhé, chẳng phải là đáp án đúng hết. Ok. So number 2 is B. Excellent. Dạ rồi, bây giờ chúng ta qua cái câu số 3 nè. Số 3 là cái gì sai ạ? Ba là C. Đúng rồi. Yeah, I mean she felt like everybody else. Đúng rồi, cô ấy giống như tất cả những người khác, phải không nào? Có thể mình được tự do. Nhưng mà điều sai đó là cô ấy không có cần người ta phải đồng cảm gì cả, phải không nào? Yeah. Cho nên đáp án C là đáp án của cái câu hỏi này. Bây giờ số 4 là có gì đây ạ? Đâu là những chiến lược để giúp cho cô ấy thành công ạ? Có hạ thấp cái mong đợi của mình xuống không? À, yeah, như vậy đáp án đúng là A, đúng rồi. Very good. Excellent. I mean self-reliance là có này phải không nào? And working hard and have a good attitude. Excellent. And number 5, what does she feel about her effect on other people? À, nhưng không có phải có sốc mà. I mean she felt shock. Có phải có sốc mà cả anh chị còn nhớ không? À đúng rồi, như vậy chị Ngọc Lan còn đáp án là C là đúng rồi đấy hả? Right? Yeah, very good. Như vậy, I mean she said that she inspired other people, right? And she is inspired back. But then I mean she's not like self-reliant, right? Yeah. Excellent. Okay, cả anh chị rất là tốt nha. Mình làm như vậy đó. Cả anh chị có đọc trước không? Hay là hôm nay là mày đọc, lúc này mày làm, cô đọc qua xong rồi mày làm luôn ạ? Mới đọc được cái bài đó thôi á cô chơi gì nhẹ mới đọc được cái đó thôi. Ok, mà sốc quá đó hả? Dạ rồi, thôi được rồi. Bây giờ mình cả anh chị qua giùm cho mình cái bài số 3 ấy. Making medical decisions, ok? Dạ rồi, có đọc trước rồi chị Trang Văn có đọc trước, giỏi cả anh chị giỏi, quá tốt. Bây giờ chúng ta nhìn ở chỗ trang số 64 giúp cho mình ha, và sau đó cả anh chị làm giùm cho mình cái phần về vocabulary ở trang 65. So we are working on pages 64 and 65.
Thì mình giống như mình nói là cả những chị đọc cái chiến lược mà mình nhìn vào ở trong đó và mình gọi là dùng cái bối cảnh ấy, cái context để đoán nghĩa vẫn luôn là cái mà cả anh chị nên làm. Lên ở cái level này thì là tư vấn của cả anh chị là cũng tương đối rồi. Ai làm ở nhà rồi ạ? À? Có đáp án chưa ạ? Cả anh chị đã đáp án vào trong cái chat box giúp mình hả? Okay, so number one is risk factor. Yes, excellent. Rồi mình có cái likely to hurt you or dangerous là có cái risk đó rồi phải không? And factor is that something. Impact, yeah. And potential. Potential là tiềm năng ấy. Impact tác động cảnh chỉ biết rồi. Environment, yes, that's pretty clear. Very good. Yes. And number five. Dạ rồi, chị Trang Hoàng Việt là chữ environment nha. Yeah. Như thế là sai mất chính tả rồi ấy. Ok. Ok, number six is aspect. Yeah, khía cạnh ha. And number seven, yeah, the consensus, okay. Cái này được gọi là sự đồng thuận, phải không nào? Number seven is, I'm sorry, and number eight is advocate, yes. An advocate, strong supporter, right? Người ủng hộ rất là nhiệt tình đấy, hey? Okay, interpreting. Now you interpret something, and you have interpreter, right? Mình diễn, diễn, diễn giải cái gì đó, phải không? You make sense. Yeah. And reliable. Yeah, đáng tin cậy. Number 11 is linked. Excellent. And number 12 is... từ cuối cùng đó, phải không ạ? Revolutionized. Yes, very good. Bình thường chúng ta thấy cái chữ revolution là cuộc cách mạng phải không nào? Revolutionize là thay đổi một cách nó triệt để, ok? Bây giờ chúng ta có cái bài đọc ở đây về cái genetic testing and disease, alright? Well, you learn about genes and you learn about, you know, what you might have in the body. Chúng ta nhìn vào ở đây thì chúng ta sẽ có là giống như cái bài hôm trước á, là cả anh chị thấy là nó có một số các cái thông tin ở đó và cả anh chị điền vào là xem thử là nó tích cực hay là nó tiêu cực. Thì thực ra là cái này you talk about pros and cons, mình đọc mình đoán không thôi là mình cũng đã biết được rồi. Tuy nhiên á, thì cả anh chị nhìn giúp cho mình ở trang số 70 nhé, và mình đoán thử rồi sau đó mình đi ngược lại và mình đọc cái bài. Là mình có ai để thôi bài đi dài quá cả anh chị im lặng đọc cũng được hết. Và có ai đã đọc được chưa? Anyone? Dạ chưa? Ok, được rồi. Vậy mình sẽ để dành cho cả anh chị một ít thời gian để đọc hết. Bây giờ trước khi đọc chúng ta nhìn sang trang số 70 giúp cho mình nhé. Page number 70. Ok.
You can choose appropriate treatment plan, kế hoạch để mà chữa trị nó phù hợp ấy. There are other risk factors in the addition to genes can change lifestyle. Positive result can lead to risky and healthy decisions, can prevent diseases rather than just treat them. A positive result can be shattering for patient and family. Các anh chị có động từ shatter là làm vỡ ha, và shattering có nghĩa là nó mang, tức là gây tác hại đấy hả? Patient may interpret test results incorrectly and may threaten employment and insurance. Okay. Như vậy các anh chị đọc lướt thật là nhanh cái này giùm cho mình, và giống như mình nói với các anh chị đó là đôi khi mình không cần phải đọc hết toàn cả đoạn đâu ạ, và mình đi lướt các cái câu đầu câu cuối của các cái đoạn đó mình đã có thể nắm được cái ý rồi hết. So let's do it now. Mình để cả anh chị khoảng chừng 5 phút ha. And make sure you point out, you know, the evidence, all right? By the way, if you như vậy chị Nguyễn Linh là đi qua cái phần về details rồi hả? Tức là chị qua cái chi tiết đó phải không? Rồi như thế thì cũng không sao cả. Là mình như vậy mình vừa làm chi tiết vừa làm cái phần về cái main idea xuống cũng được. So you see that there are some proper names, có một vài cái tên riêng và một số các cái chi tiết như ở đây, ví dụ mình có là Artist D. Hoven, và như chị nói là đoạn số 10
2018 đấy, hey, cho nên chỉ có là một ha. Or Robert Greene or Human Genome Project or Alzheimer's disease, Davis Agnes or Huntington's disease and University of Carolina, những cái như thế thì các anh chị thấy và gạch chấm luôn cũng được, phải không nào, để lấy thông tin luôn và đi ngược trở lại với cái bài bài về lấy cái ý chính. So you can do this, okay? No, that's okay. Không sao đâu chị Linh. It's fine, right? Actually, you can do this together at the same time. If you are able to identify the details, that's excellent. Chị định vì được cái thông tin rất là tốt, không sao đâu ạ. You know, some people feel more comfortable when they start with the details and then they go with the main ideas. But some people do it the other way around. Nhưng người họ làm ngược lại không sao hết. Cái quá trình đọc và cái xử lý là nó mang tính, I mean, highly individual. So no worries. Okay. And you can do both at the same time. But thing is, like, whatever you have, please type in the chat box, okay? Có cái gì là cả anh chị type vào ở trong đó hay? Và thỉnh thoảng mọi người bật mic lên nói cho vui cho hay? Cho cô giáo nói cắt như thế này. À, dạ cô. Dạ. Ok, mình xin lỗi. Ủa hai hai thì mẹ cứ dọn cái gì đi. Any questions, cả anh chị có câu hỏi hay thắc mắc gì à, thì cứ nói với mình nhé. Không im lặng hay. Có anh chị nào xong cái phần đâu rồi chứ? Phần trên trang 70 số 2 ạ. So you talk about the pros and cons or the advantages and disadvantages of genetic testing. I mean, if you have any problem in, you know, with the vocabulary, okay? Cả anh chị có cái chữ dementia. Okay, dementia. Sorry. Dementia.
It's in paragraph number 3, đoạn số 3 đấy, là nó có nghĩa là bị sa sút trí tuệ hay. This is quite a long reading. Bài này hơi dài cả anh chị nhé. Lúc chiều cảnh chị chưa kịp làm cái này phải không? Dạ chiều cô. That should be okay. Yes, I know. Well, I mean, if you are reading, then probably we should do the details. Chúng ta làm cái phần về chi tiết đó, hey. Còn cái phần phần về cái main idea sẽ chấp nhận mình làm xong cái phần chi tiết đó, mình sẽ cắt nghĩa cho cả anh chị hết. Tức là nó có trong bài hết, mình sẽ chỉ thông tin cho cả anh chị. Nhưng mà bây giờ nó dễ hơn cho cả anh chị sẽ là giống như mình nói là những cái tên riêng hoặc là tên của các cái website hay là ví dụ như là BRCA1, BRCA2. It's easier for you to identify in the text. So we can do that part first. And then I'll go back to the general information or the main ideas later. Sounds good? Mình đi cái phần đó được không ạ? Như vậy mình sẽ bắt đầu với cái chỗ mà Ardis D. Hoven. Và như lúc nãy có chị Linh ấy, là nói rằng là nó là câu hát. Former chair of the American Medical Association who warned that genetic test results are not always reliable. Và giống như là chị nói đấy thì nó nằm ở cái chỗ đoạn số 18. Phải không ạ? Và nằm ở trong câu cuối cùng luôn. Okay? Excellent. So, what about Robert Greene? Cả
anh chị thấy Robert Green là ở chỗ nào ạ? Đoạn nào? Tại như mình đọc như thế chắc là cũng có rồi đấy hả? You know where that is? Mm-hmm. Okay, so if it is in paragraph 15, then what is the answer here? If mình đọc ở chỗ này mình thấy có là has found that most people will not seek out risk information about late onset. Okay, so you have K, excellent. That is associate director. Yeah, for research in genetics, and he talks about using test results to take positive action. Okay, and then number three is E. Very good. Anh chị có cái chữ genome có nghĩa là cái bảng đồ gen của con người đấy, hey? Human genome. And so that's E. Yeah, excellent. Ba là E, đúng rồi đấy ạ. Như vậy mình có đoạn năm. Yeah, mình có cái genome process. And so 2003 study identified 20 to 25 genes, 1,000 genes in the human body. Very good. Ôi trời, chị Hành Tân ghê hèo hay. And number four is A. Yeah. Very good. So where do you find the information for number four? Dạ, chị Hành nhanh đấy, ấy rất là nhanh. Thông tin là cho cái cấu số 4 là ở đâu ạ? Chị Hành? You have Alzheimer? Yeah, superwoman. Yeah, I love that. You are very encouraging. Cảnh chị đồng viên nhau rất là tốt thế. Alzheimer đoạn 5 ở đoạn nào đấy cảnh gì? Come on. Đây là mình vẫn chưa cả cánh chị cố gắng nhé, tập cái thói quen đó. Yeah, tập cái thói quen là mình gạch chấm và xử lý cái văn bản giúp cho mình hết. Như vậy số 4 là chọn A là đúng rồi đấy ạ. Hey, progressive degenerative disorder that attacks the brain nerve cells or neurons or loss of memory and blah blah blah, thì nằm ở đâu đấy ạ? Dạ rồi, không sao đâu ạ. Mình dạy các lớp lớn như cả anh chị rồi, mình biết. Dạ, ai cũng có rất là nhiều việc hết. All right. And then you say that is đoạn 5, hang số 8 và đoạn 5. Wow, chị Hành Tân nhánh quả này nhé. Okay. Yeah, như vậy cái đoạn 5 đó rõ ràng đó đã hết. Rồi bây giờ mình qua số 5 cái đã chị Hành hết. Số 5 mọi người đồng ý là B chưa? David Agus. David Agus là ở đoạn nào đây cả anh chị? David. Okay. Mm-hmm. Very good. Rồi, số 20, đúng rồi. Rất là tốt, anh chị nha. Rồi. And number 6 is J. Như vậy BRCA1 and BRCA2, đoạn số 10. Mấy mẹ đây ạ? Số 6 là J, đoạn nào đây ạ? Anh Tân là cháu vợ túi đỏ mọi người. Gia đình rất tự hào về con bé. Ok, dạ. Yeah. Anh Thế Phong hả? Ừ, alright. Rồi, như vậy đoạn số 19. Cả anh chị rất tốt. Ok, yes, let's continue. So number 7, chị Hành Tân có số 7 là D. Đúng rồi, đáp án hoàn toàn đúng đấy. 8 là C, 9 là G, 10 là I.
Yes, mà 11 là S. Excellent. Rất tốt thế. Nếu về cái này, cái phần này là nó dễ bởi vì cả anh chị thấy này là mình chỉ cần định vị thôi. Và cái đáp án á, cái như là K hay là IJ gì đó là mình có thông tin là nó nguyên văn đó cả anh chị. It's almost like verbatim, okay? In there. Bây giờ chúng ta đi ngược lại ở trên phía trên này một tí xíu này hết. Như vậy, cái phần số 2 á, cả anh chị là phần về main ideas. Chúng ta chia nó theo kiểu là tích cực và tiêu cực. Và số 1 đó là cả anh chị thấy rằng là có thể, phải không nào? Cách bàn hóa là y học. Alright, and so you have better quality of life. Và cái ý đầu tiên đó theo cả anh chị đó là ý gì? Như vậy cái này là trên phương diện là y học. Theo cả anh chị là cái nào ở đây? Là phần là tích cực đó cả anh chị. Như vậy lúc nãy mình đọc lượt qua thì xíu rồi. À đúng rồi. Như vậy anh hiểu mình có đáp án là can prevent diseases rather than just treat them. Excellent. Như vậy có thể ngăn chặn bệnh tật đấy. Thay vì là phải chữa trị, như vậy mình phòng bệnh đấy, chứ không phải là chữa bệnh. Ok. With the genes. Anh hiểu mình có thể cho cả anh chị biết là cái thông tin đó anh lấy ở chỗ nào không? Can you point out where you get that information? All right. Okay. Trong thời gian đời anh hiểu mình tìm cái thông tin đó thì chúng ta sẽ đi qua cái yếu tố thứ hai đó là information is empowering for patient. Okay. Như vậy cái thông tin từ cái việc mà người ta có những cái ba tức là những cái test để mà biết về cái gen đó của mình á là có thể tạo nên sức mạnh cho bệnh nhân. Là dựa vào các cái yếu tố nào ở đây ạ? Các cả anh chị nào? Thì lúc này mình cũng có đọc lượt qua đó đấy ha, thì cả anh chị thấy ở chỗ nào? Ok, mình làm khó cả anh chị đó nha, hey, để là tập cho cả anh chị có thói quen là mình phải xử lý dữ liệu đấy, hey. Vậy mình đọc mà mình thả nó như thế là không được đâu này, là cái này là sẽ mất thời gian cả anh chị nhiều này. Alright. Ok. Rồi bây giờ cả anh chị với hai cái cãi vừa rồi á, cả anh chị giúp cho mình nhìn cho mình ở cái đoạn số 5 và đoạn số 6. Yes, can choose appropriate treatment plan. Ok, good. Where is the information? All right. So you think that it's in number 14? Why so? Some people like to plan everything out. All right. Rồi. Như vậy chỗ này là mình bị đánh lừa ở cái chữ là plan everything out.
Ok, nếu như cả anh chị nhìn lại, mình đang nói đến cái đoạn số 6 này hết. Mình có là số 6 này hết. Gone would be the days of waiting to develop a disease. People would know about diseases they are at risk for and could change their living habits or consider treatments. Alright? Yes. Như vậy cái này là consider treatments, này là nó số 6 á cả anh chị nhá. Như vậy họ có thể đổi cái thói quen sinh hoạt và phải không ạ? Dạ. Như vậy mình nhìn vào đây thì mình có thể là đi tới hai cái đáp án, đó là can change lifestyle, right? Dạ. Yeah. Thành ra là nghĩa là theo nghĩa là choose appropriate treatment plan, okay? Yeah. All right. Bây giờ chúng ta đi tiếp ở những chỗ cái phần mà là cái phần negative, okay? Tức là cái phần tiêu cực ha. Emotional and physical impact là tác động về mặt cảm xúc và về mặt thể chất. Cả anh chị thấy nó ở chỗ nào? I mean, if you can follow with, you know, paragraph number 6, okay, because you have the opponents, right? Cả anh chị cứ đi theo đến chỗ cái đoạn số 6 đó giúp cho mình đi, hay mình định đi cho cả anh chị rồi đấy. Cả anh chị đọc cho kỹ đấy, cái phần mà từ chỗ opponents đấy, hey, tức là những cái người mà họ chống lại cái quan điểm này á, là họ có khuyến nghị về cái potential in for invasion of privacy or privacy, là cái xâm phạm quyền riêng tư đó. Thì các anh chị nhìn vào tiếp theo xem thử là các anh chị sẽ chọn các đáp án nào ở phía bên này để điền vào A và B. Đọc kỹ đoạn 6 cả anh chị nhé. Okay, very good. So positive results can lead to risky, unhealthy decisions. Excellent. Okay, như vậy cái đó là 5 của đoạn 6 luôn phải không ạ? Okay, rồi nhìn là cả anh chị. What else? Ở chỗ này là có cái could change their living habits or consider treatment. Dạ rồi, là cái này lúc nãy mình có đưa cái đáp án ở chỗ phần positive rồi đó chị Ngọc Lan ấy. Là cái change cái their living habits or consider treatment là cái chỗ cái phần cái phần mà empowering for patient đó ấy, là phần số 2 phần positive rồi. Cái này mình có thêm một chút xíu nữa đấy, cái chỗ đoạn 3 cả anh chị, là mình có là because a positive result can be shattering news. Alright, là nó chạy tới cái đoạn 3 tí xíu nữa. Như vậy là cả anh chị thấy là cái mà cái negative trên mặt emotional á, là sẽ có hai cái yếu tố này, là positive result can be shattering for patient and family, nằm ở đoạn 3, và lead to risky unhealthy decisions, nằm ở đoạn 6. Còn cái phần mà envision of
privacy. All right. Thì là xâm phạm quyền riêng tư đó thì theo cả anh chị là nó nằm ở chỗ nào? Mình gọi là nằm đoạn 6 đấy hả? À rồi, như vậy anh hiểu mình có là may threaten employment and yes. Nằm đoạn 6 luôn phải không anh hiểu mình nè? You see that? Okay, excellent. Và cuối cùng mình có cái phần là results are not always reliable and professional interpretation is not required. Thì cái này sẽ thông tin ở chỗ nào ạ? Như vậy mình có hai cái còn lại chứ mấy phải không? Đó là patient may interpret test results incorrectly. Nghĩa là bệnh nhân có thể diễn giải cái kết quả là nó sai đi. Và cái yếu tố thứ hai đó là there are other risk factors in addition to genes. Nghĩa là mình loại suy và còn lại chứng đó. Nhưng mà cả anh chị có thể thấy được thông tin ở chỗ nào không ạ? Anh chị là ăn thêm tí nữa hết. Ok, rồi anh Hiểu Minh này có ở đoạn số 18 và có cái chữ là there are other risk factors. Ok. Được chưa cả anh chị? Đến chỗ lúc nãy mà kinds of results are not always reliable đấy, phải không nào? Rồi cái chỗ nào là cảnh gì? And then interpret the rest results, test results incorrectly. Câu số 19 luôn rồi, đúng rồi. Và ngay cái gì ạ? Câu đấu đầu tiên, phải không nào? Thực ra là toàn bộ nó nằm ở trong đoạn 19 đó cả anh chị nhé. Các cho con cái mà cái risk factor đó là chị mới dần nhập vô cái phần gọi là nó không phải lúc nào cũng reliable đâu ha. Như vậy này mình thấy này, in the absence of a medical professional, a patient might have difficulty interpreting the test and make decisions that are not healthy decisions, right? Cái thứ hai là cả anh chị nói rằng là đi xuống một tí xíu có cái chữ risk factor người ta in nằm ở đó phải không? Might not know there are other risk factors, okay? So that's in paragraph number 19, right? Đoạn số 19. Được chưa ạ? Rồi. Như vậy là mình đi vừa rồi mới xong cái bài này đấy. Nó hơi dài một chút cho nên là cả anh chị cũng ỏi, phải không nào? Thí nhất thì nó sẽ không có cái bài nào mà nó dài kiểu như thế này đâu. Và thực ra thì mình nói thật với cả anh chị đó là cái cuốn North Star này, cái cuốn trước á, nó chọn cái selection bài nó rất là hay, nhưng mà khi mà sang cái này thì bởi vì nó có một cái variety of you know different readings, tức là cái dàn bài đọc nó rất là đa dàng, nó đi từ là các cái bài báo từ bài báo học thuật cho tới các cái bài báo ở trên các cái báo phổ thông hay là truyền thống đấy, và cho đến là sau này các anh chị sẽ đọc thêm là văn học nữa kia, mà văn học khoa học viễn tưởng nữa. Cho nên là mình sẽ hơi gọi là đau đầu một tí. Nhưng mà cũng chỉ mục đích là để cho luyện cho cả anh chị có một cái kỹ năng là nó có một cái variety of text, right? Làm quen với sự đa dạng của các cái văn bản trong tiếng Anh. Duy chỉ có một điều là các giáo viên mà đã từng dạy cái cuốn này ấy, thì là cũng không đồng ý lắm với là cái cách mà người ta soạn câu hỏi ở đây, đặc biệt là với những cái bài mà người ta soạn với các cái main ideas như thế, nó hơi là tricky cho cả anh chị hay cho người học. Bây giờ cả anh chị có cái thắc mắc gì nữa không ạ? Thì cái nguyên tắc mà mình nói rằng là lưu ý việc gạch chấm tên riêng rồi cả cái năm tháng đồ này nọ thế kia, nó vẫn là giữ nguyên như thế với cái phần về details. Và các anh chị có thể thấy rằng là dạ đúng rồi, nó khó.
Và như mình nói đó là cái cách mà cái câu hỏi nó được show bằng đó, vì cái text nó quá đa dạng cho nên là cái đồ là cái precision, tức là độ chính xác là nó không có được cao lắm để mà phân loại rõ ràng nó là câu hỏi là main idea hay là details, you know, if you will. Và người ta chỉ dựa vào cái yếu tố là có tên riêng hay là có cái nắm đó gì đó thì là chi tiết vậy thôi. Alright. Dạ được. Dạ rồi, em sẽ share đáp án phần 2 của main ideas ấy. I'm gonna show it here for you, okay? Để mình kéo cái đáp án lên đã hết. Okay, this is the main idea, okay? Và đợi mình tí, mình zoom cho nó lớn lên cho cả anh chị thấy. Right. Hold on just a second. And just let me pull to that particular section for you right there. So the first one is positive, and you can revolutionize medicine, can prevent diseases rather than just treat them, right? And quality of life is better. The second one is information is empowering for a patient, can change lifestyle, can choose appropriate treatment plan. Và lúc nãy thì mình còn nói qua cái thông tin là ở chỗ nào đó, phải không ạ? Cả anh chị nhìn cả cái đoạn như là đoạn số 6 này hay đoạn số 19 này, phải không nào? Đoạn số 3, là nó có chứa được những cái thông tin đó ấy. Negative, then you have emotional and physical impact. So positive results can be shattering for a patient and family, and positive results can lead to risky and unhealthy decision. All right. Invasion of privacy you have may threaten employment and insurance. Okay. Mình đi xuống gì nữa? Ví dụ này. So here, results are not always reliable because professional interpretation is not required. Patient may interpret test results incorrectly, and there are other risk factors in addition to genes, right? So that is in paragraph number 19. Đáng số 16. Rồi cả anh chị ổn chưa? Okay. Rồi. Thì đúng là nó khó đó cả anh chị. Và bữa nay mình đọc quá tiểu thuyết còn khó hơn nữa đấy. Hả? Bây giờ chúng ta sẽ đi một cái bài này thì nó dễ hơn một chút này. Và mình lại đọc cho cả anh chị nghe hết cho nó đỡ buồn thôi, nó im ặng quá. Cả anh chị nhìn đáp số 74 giúp cho mình hết. Chúng ta có 4 câu hỏi. Bây giờ đọc có một đầu tiên thì cả anh chị sẽ gạch chấm cái từ khóa là từ nào ạ? Cái keywords là từ nào ạ? What was Norman Cousins' original diagnosis and how did he respond? Norman Cousins' original diagnosis? Yes. Chủ response. Yes, very good. So Norman Cousins' original diagnosis, okay? Có nghĩa là cái chẩn đoán ban đầu hay của Norman Cousins, và anh ấy đã phản ứng như thế nào. What is the connection between mind and body in laughter therapy? Mình gạch chấm chữ nào ạ? Connection between mind and body, laughter therapy. Excellent. And then you have some examples of laughter therapy. Cái này dễ rồi, hey, examples. And how did Cousins benefit from his laughter therapy? How and when we laugh, we can relieve from the stress, and we have get more energetic, and also have more happier. Okay, so you have read it. Như vậy đa phần cảnh chị đọc hết rồi ha. Cả lớp mình đọc hết chưa? Đọc hết cái bài này chưa? Bài ngắn ngắn hay mình đọc chưa? Cả lớp ơi. Dạ, em chưa. Dạ rồi, chưa. Ok, như vậy cả anh chị lưu ý các cái câu hỏi đó hết. Chưa rồi,
cô giáo sẽ đọc cho mọi người nghe hay. Còn cả anh chị có muốn mình đọc không hay là cả anh chị đọc im lặng ạ? Dạ, em muốn cô đọc, giọng cô rất hay. Yeah. Thank you, so I'll read it, okay? Now, Norman's cousin's laughter therapy. In the summer of 1964, well-known writer and editor Norman Cousins became very ill. His body ached, and he felt constantly tired. It was difficult for him to even move around. He consulted his physician, who did many tests. Anh chỉ có chữ physician trong tiếng Anh mà là anh đó, hey? British English nó có nghĩa là bác sĩ đó cả anh chị nhé, chứ không phải là nhà vật lý đâu hết. Eventually, he was diagnosed as having ankylosing spondylitis, a very serious and destructive form of arthritis. Cả anh chị có cái bệnh arthritis có nghĩa là bị viêm khớp, hey? His doctor told him that he would become immobilized and eventually die from the disease. He was told he had only a 1 in 500 chance of survival. Như vậy mình đọc cái đoạn này đầu tiên như thế thì cả anh chị đã thấy là mình có đáp án cho câu hỏi số mấy rồi cả anh chị? Cả anh chị thấy chữ diagnosis không? Dạ, số 1 đúng rồi. Và anh này bị chẩn đoán là bị bệnh gì đấy ạ? Ankylosing spondylitis, right? And this is a form of arthritis. Okay? So you underline that for me. Anh chị gạch chấm đỏ giùm cho mình hãy. Now, despite the diagnosis, Cousins was determined to overcome the disease and survive. He has always been interested in medicine and had read the work of organic chemist Hans Selye, The Stress of Life. This book discussed the idea of how body chemistry and health can be damaged by emotional stress and negative attitudes. Selye's book made Cousins think about the possible benefits of positive attitudes and emotions. He thought, if negative emotions produce negative changes in the body, wouldn't positive emotions produce positive chemical changes? Is it possible that love, hope, faith, laughter, confidence, and the will to live have positive therapeutic value? Cả anh chị có chữ therapeutic có nghĩa là mang tính trị liệu ha, nhưng mà có giá trị là trị liệu. Vậy thì ở đây đoạn số 2 này cho cả anh chị thông tin thông tin gì đấy cả anh chị? Cho câu hỏi số mấy ạ? À, cảm ơn anh Minh thế. À, bệnh cái trái hả? Anh dịch ra, họ dịch ra là bệnh cái trái hả? Viêm cột sống dính cực. À, cái này là thuộc ngữ y học đấy hả? Bệnh cái trái hả? À, là ba mẹ của anh Hòa như thế, ok. Yes. Dạ, yeah, chắc là cái trái là nó có chỗ phân ra rồi chỗ ấy rồi đây nọ thế kia đó phải không? Yes, good to know. I mean it's a very interesting concept. Mình chỉ biết nó là bị viêm khớp thôi hả? Ok, như vậy mình đọc cái đoạn 2 đó phải không ạ? Thì cả anh chị thấy là mình có cái gì đây ạ? Để mình đọc cho hết cho cả anh chị trả lời cho mình sao được hết. He decided to concentrate on positive emotions as a remedy to heal some of the symptoms of his ailment. Cả anh chị có chữ ailment có nghĩa là illness, ok, là bệnh hết. Từ này rất là hay đấy hả? In addition to his conventional medical treatment, he tried to put himself in a situation that could elicit positive emotions. Laughter therapy became part of his treatment. He scheduled time each day for watching comedy films, reading humorous books, and doing other activities that would bring about laughter and positive emotions. Within 8 days of starting his laughter therapy program, his pain began to decrease, and he was able to sleep more easily. His body chemistry even improved. Doctors were able to see an improvement in his condition. Within
a few months' time, he was able to walk wearing a metal brace. Soon after that, he was able to return to work. He actually reached complete recovery in a few years. He lived for 26 years after he became ill, and he died in 1990 at the age of 75. Skeptical readers may question the doctor's preliminary diagnosis, but Cousins believed his recovery was the result of mysterious mind-body interaction. His laughter therapy is a good example of one of the many alternative or non-conventional medical treatments people look today. Nào bây giờ mình số 1 mình trả lời rồi hey. Bây giờ cả anh chị cho mình cái câu trả lời số 2 đi ạ. Như vậy what is the connection between mind and body in laughter therapy? Mối liên hệ giữa cái tinh thần phải không ạ và cái cơ thể ở trong cái này là gì đấy ạ? Anh chị nhìn có đoạn 2 đấy hãy. You see that? Dạ đúng rồi. Very good. Câu cuối của đoạn 2 phải không ạ? Nằm ở trong cái ngoặc kép đó phải không ạ? Cái câu mà chỉ đến cái suy nghĩ của Cousins, right? Anh chị có tin vào điều này không? Do you trust that? I mean, I have a sister-in-law and she is... You know, actually she was diagnosed with cancer and she had to go through chemotherapy. Hóa trị anh chị dâu của mình hả? And she actually lost a lot of hair and everything. But then what she did was to stay very positive. She finally is fine now. I mean, somehow those sort of like cells are contained. Các cái tế bào ung thư đó nó được giống như là kiểm soát các anh chị và nhờ vào cái tinh thần là rất là nhiều. Như vậy cái thuyết này á, đó là nếu như những cái cảm xúc mà tiêu cực á, nó tạo ra cái sự tiêu cực ở trong cơ thể thì những cái cảm xúc tích cực nó cũng sẽ tạo ra đúng ạ, những cái sự thay đổi về cái hóa học trong cơ thể của mình nó tích cực hơn. Và có những người họ nói là có cái vitamin hạnh phúc đấy hay when you feel like you know and it can attack you know the cells of the cancer right so you say cancerous cells okay now what are some examples of laughter therapy đâu là những cái ví dụ của laughter therapy này ạ ở đoàn số mấy đấy cả anh chị à một nụ cười 10 tháng thuộc bộ đúng rồi. Yes. À, như vậy chúng ta có đoạn 3, đúng rồi. Chẳng hạn như mình làm gì ạ? Can you give me some example? Đoạn 3, dòng nào, đoạn nào? À, yeah, very good. So, you watch comedy films. Đây là phim này là phải phim gì ạ? Phim hài á, chứ không phải là phim xem phim không đâu ấy. Hay là đọc gì ạ? Humorous, okay? So you have like humorous books, yes, đọc truyện cười, and doing other activities that could bring about laughter and positive emotions. Như vậy, tham gia vào những cái hoạt động có thể mang lại tiếng cười hay là những cảm xúc tích cực. Tất cả những gì thì làm chứ mà có thể là cười và mang lại cảm xúc tích cực nữa. Ngoài cái việc là xem phim và đọc truyện cười. Do you think that you can play with your children? Dạ rồi, xem hai rồi. Đến đó có xem hai rồi mà. Hai đã đọc truyện cười rồi. Làm gì nữa? À, trong đứa tiêm một tháng. Okay, fair enough. And you feel happy. Okay. What else can make you laugh? Cái gì nữa? Cảnh gì? Làm gì nữa? À, được tăng lương. Yeah, playing with the children. Yes, I do that too. And you can be silly, okay? And you can be funny. À, mình có thể chơi mấy cái trò ngớ ngẩn, đúng không ạ? With the children. Do you think that you can play with your pets?
chơi với thú cưng vỡ ngạ. It may make you feel happy too. Yeah, đúng rồi, chơi ô ăn cố ăn vỡ ngạ. And you can just play anything with the children, right? Sometimes I even, you know, allow myself to say, you know, funny words with my children. Nói chuyện mẹ mẹ con đi tư tâm bày ra để cười với nhau cho vui như thế. So it can be, yeah. And number four, how did he benefit from his laughter therapy? Yeah, very good. Okay. Good for you. Okay, anh Hiểu Minh giỏi hay. Như vậy là tay tập thể dục một tí rồi chứ nữa phải không nào? Show on mỏi tay. Well, it's good for you know, your bone and everything else. Okay. So his pain began to decrease after 8 days and sleep more. Trong vài tháng thì có thể là đi lại phải không nào? Và mặc dù là phải chống nàng, hey, metal brace. And he was able to return to work. And he also, I mean, recovered, right? Complete recovery in a few years. Thì vậy trong vòng một vài năm thì coi như là hoàn toàn có thể bình phục. Mặc dù lúc đầu thì bác sĩ chẳng đoán là cơ hội sống sót là 1-5 tấm thôi phải không ạ? Dạ, và có thể là bị coi như là bất động phải không? Alright. So that's why I was asking you to stay positive, hey? Nên mình mới yêu cầu cả anh chị là suy nghĩ tích cực là vì thế đấy, hey? Rồi. Ở dưới lớp mình có ai kể cho lớp nghe câu chuyện cười không? Anyone? Okay. Bữa sau thì mình sẽ thực tế hơn một chút là mình... À, dạ rồi, anh Nguyên đâu rồi vậy? À, anh Nguyên kể chuyện cười đi rồi trước khi lớp mình đọc thêm bài này hết. Có anh Nguyên ở đây không ạ? Are you here? Alo, dạ nghe thôi cô ơi, em đang bận với cái danh sách chích ngừa, em sắp mặt đây, mặt em bây giờ méo rồi. Ok, như vậy là cười là cả anh chị hay anh Nguyên mà anh Nguyên mẹo mặt rồi hay. Ok. Dạ, dạ, mặt em giờ thành chữ ơ rồi chứ không phải chữ o nữa, dạ méo rồi. Dạ. Ok. Well, thank you so much. So, dạ, cô cười rồi. Chúng ta sẽ qua cái bài đọc tiếp theo cả anh chị nha. Dạ đúng rồi, chị vậy là đủ cười đó, anh nó có kiểu hài hước thật đấy. Kỳ mình như mình nói là và bữa nay mình sẽ thực tế ở cái chỗ là từ nay trở đi thì mình chỉ yêu cầu cả anh chị làm cho mình cái phần tư vấn được thôi, được hết, còn phần đọc của chúng ta sẽ làm sau. Thì bây giờ cả anh chị nhìn vào ở đi cái trang 97, right? Và bài đọc của chúng ta tiếp theo đó là Extreme Perception and Animal Intelligence. Ok, như vậy là trí thông minh ở động vật phải không ạ? Và you have like extreme perception, cả anh chị có động từ perceive là cảm nhận đó, and the noun is perception. So take a look at the main ideas here. Chúng ta có cái phần về ý chính ở trang số 97. Và cái phần chi tiết đó là nó nằm ở trang số 98. Thì ở đây chúng ta có cái forensic dogs. Forensic là gì cả anh chị? What does it mean by forensic? Và đây chúng ta đang nói đến các loài chó nghiệp vụ đó cả anh chị nhé. What is forensic? Có ai biết cái này không ạ? Rồi, cái này nó là cái... Dạ, đúng rồi, đúng rồi ạ, đúng rồi ạ, đúng rồi. Dạ, pháp y đấy ạ, đúng rồi. Có nghĩa là nó cũng là thuộc dạng là điều tra đấy cả anh chị hết. Rồi, and Caesar response dogs.
có một số người là họ bị có giật đó cả anh chị, thì có những cái con chó nó sẽ được train để mà xử lý cái tình huống với những cái bệnh nhân bị có giật đó, phải không nào? And then you also have like seizure alert dogs. Mình đang đọc ở trên trang 98 cả anh chị nhé. Alert có nghĩa là nó báo động, có nghĩa là nó cảm nhận được cái gì đó ở bệnh nhân và nó báo, phải không ạ, trước khi mà cái người này có thể bị lên co giật gì đó. Alright, and then you have like Mrs. Connie Stanley and Willem von Austin, Oscar Funks and Clever Hans. Tên của một số tên riêng như vậy. Thì mình rút kinh nghiệm từ những cái bài trước á, chúng ta sẽ đi những cái chi tiết này trước. Rồi sau đó các anh chị lượt qua một lần nữa để đi vào cái main ideas. Là theo các anh chị thì đâu là ba cái câu mà nó cho cái ý chính của cái bài này? Ok, ở trang số 97 các anh chị đọc một tí hết. Mình xong đọc cái bài này ha. Mình để không phải là bởi vì cảnh chị khen mình dòng đọc hay mà mình đọc đâu nha, mà mình đọc trong thôi lớp mình nó im ặng quá thì mình nghe rất là buồn thế. Và khi nào đến những cái tên riêng những cái như vậy thì cảnh chị gạch chấm giúp mình nha. Many animals have extreme perception. Forensic dogs are three times as good as any x-ray machine at sniffing out contraband, drugs or explosives, and other overall success rate is 90%. The fact that dogs can smell things a person can't doesn't make him a genius. It just makes him a dog. Humans can see things dogs can't, but that doesn't make us smarter. But when you look at the jobs some dogs have invented for themselves, using their advanced perceptual abilities, you're moving into the realm of true cognition, which is solving a problem under novel conditions. Anh chỉ có chữ nó vô là lạ ấy, giống như cái con covid con vi khuẩn con virus này chúng ta gọi là nó là novel virus, right, là lạ hả? The seizure alert dogs are an example of an animal using advanced perceptual abilities to solve a problem no dog was born knowing how to solve. Seizure alert dogs are dogs who their owners say can predict a seizure before it starts. There's still controversy over whether you can train a dog to predict seizures, and so far people haven't had a lot of luck trying. But there are a number of dogs who have figured it out on their own. These dogs were trained as seizure response dogs, meaning they can help a person once a seizure has begun. The dog might be trained to lie on top of the person so he doesn't hurt himself, or bring the person in his medicine or the telephone. Those are all standard helpful behaviors any dog can be trained to perform. But some of these dogs have gone from responding to seizures to perceiving signs of a seizure ahead of time. No one knows how they do this because the signs are invisible to people. No human being can look at someone who is about to have a seizure and see or hear, smell or feel what's coming. Yet one study found that 10% of owners said their seizure response dogs had turned into seizure alert dogs. The New York Times published a terrific article about a woman named Connie Stanley in Florida who has two huge Bouvier de Flandres dogs who predict her seizures about 30 minutes ahead of time. When they sense Mrs. Stanley is heading into a seizure, they'll do things like pull on her clothes, bark at her, or drag on her hand to get her to someplace safe so she won't get hurt when the seizure begins. Mrs. Stanley says they predict about 80% of her seizures. Mrs. Stanley's dogs apparently were trained as seizure alert dogs before they came to her, but there aren't many dogs in that category. Most seizure alert dogs were trained to respond to seizures, not predict seizures. The seizure alert dogs remind me of Clever Hans. Hans was the world's famous German horse in the early 1900s, whose owner, Willem von Austin, thought he could count.
Herb von Austin would ask the horse questions like, what's 7 and 5? And Hans would tap out the number 12 with his hoof. Hans could even tap out answers to questions like, if the 8th day of the month comes on Tuesday, what is the date for the following Friday? He could answer mathematical questions posed to him by complete strangers too. Eventually, a psychologist named Oscar Funks managed to show that Hans wasn't really counting. Instead, Hans was observing subtle, unconscious cues the humans had no idea they were giving off. He'd start tapping his foot when he could see it was time to start tapping. Then he'd stop tapping his foot when he could see it was time to stop tapping. His questioners were making tiny, unconscious movements only Hans could see. The movements were so tiny, the humans making them couldn't even feel them. Dr. Funks couldn't see the movements either, and he was looking for them. He finally solved the case by putting Hans' questioners out of the view and having them ask Hans questions they didn't know the answers to themselves. It turned out Hans could answer questions only when the person asking the question was in plain view and already knew the answer. If either condition was missing, his performance fell apart. Psychologists often use the clever Hans story to show that humans who believe animals are intelligent are deluding themselves. But that's not the obvious conclusion as far as I am concerned. No one has ever been able to train a horse to do what Hans did. Hans trained himself. It's the ability to read a member of a different species as well as Hans was reading human beings really a sign that he was just a dumb animal who'd seen classically conditioned to stamp his hoof? I think there is more to it than that. What makes Hans similar to Caesar alert dogs in that is that both Hans and the dogs acquired their skills without human help. As I mentioned, to my knowledge, so far no one has figured out how to take a draw dog and teach it how to predict seizures. About the best a trainer can do is reward dogs for helping when a person is having a seizure, and then leave it up to the dog to start identifying signs that predict the onset of a seizure on its own. That approach hasn't been hugely successful, but some dogs do it. I think those dogs are showing superior intelligence the way a human who can do something few other people can do shows superior intelligence. What makes the actions of the Caesar alert dogs, and probably of Hans too, a sign of high intelligence or high talent, is the fact that they didn't have to do what they did. It's one thing for a dog to start recognizing the signs that a Caesar is coming. You might chalk that up to unique aspects of canine hearing, smell, or vision, like the fact that a dog can hear and a dog whistle when a human can't. But it's another thing for a dog to start to recognize the signs of an impending seizure and then decide to do something about it. That's what intelligence is in humans. Intelligence is people using their built-in both perceptual and cognitive skills to achieve useful and sometimes remarkable goals. Okay, now let's do first with the details. Có anh chị chúng ta làm cái phần chi tiết được cái đã hết. Yeah, cool. Okay. So forensic dogs, okay. F, yeah, very good. Các anh chị có chữ contraband là gì ạ? What is contraband?
hàng quốc cấm cảnh gì hết, contraband gọi là hàng quốc cấm hay hàng lậu. Dạ đúng rồi. Yes, good. So that's F. Excellent. Okay. Hai C là cuối đoạn 2. Yes. Vậy đây là các loài chó nó phản ứng rồi gọi là có giật hả? Okay. What about number 3? D. Okay, excellent. Yeah, đúng rồi. Ba là D đã, khánh chị rất là tốt thế. And number 4? B. Okay, very good. Number 5. Anh chị nghĩ nấm là é hả? Cây ống ngay đâu phải con ngựa đâu ạ. Cây William von Austin là chủ của con ngựa cả anh chị nhé. Cây ý là con ngựa giống đực phải không nào? Các anh chị chọn lại giúp mình câu 5 thế. Ông này là ai ạ? Dạ đúng rồi ha. Như đây là chủ của các con ngựa đó phải không nào? Và nó nằm ở cái chỗ cái đoạn số 5 các anh chị ha. Dòng số 2 nữa nhé nào. Whose owner William von Austin thought he could count, right? Cho nên là cái é đó là mình cho câu số 7 các anh chị hả? Dạ đúng rồi, câu số 7. Very good. And number 6, số 6 là mình có chữ gì đây ạ? Dạ chữ G, đúng rồi. Như vậy ông này nói là con ngựa này nó không có đếm được phải không nào? Và thực ra là con ngựa này nó làm gì, nó nhìn cái phản ứng của cái người mà ra câu hỏi cho nó. Nói là mấy cái người này họ có những cái họ để lộ những cái đáp án mà người bình thường không có nhận ra được đấy cả anh chị. They just can't recognize. Mà cái con người này nó có thể nhận ra được, nó tính nghĩ nó có thể nhận ra được. Okay. Dạ rồi. Bây giờ cả anh chị quay lại ở cái chỗ cái phần mà main ideas. Thì theo cả anh chị là coi như là đâu là ba cái câu mà nó có thể tóm tắt cái ý của cái bài này. Các anh chị lưu ý thấy thường thì chắc cả cái ý chính đó, nó sẽ không có chứa đựng những cái thông tin mà nó quá chi tiết. Ok, too detailed kind of information. Thì các anh chị đọc lượt qua lại thì xíu và xem thử là mình loại những câu nào nó chi tiết quá thì mình loại và mình lấy cho mình 3 câu hay đúng 3 câu coi như là làm cái ý chỉnh cho cái bài này. Okay, number 2. Yes, very good. So true cognition or intelligence is defined as solving problems under novel conditions. Yeah, so you have a lot of conditions here. You have the seizure, you have the contraband thingy, right? And you have situations, for example, you have the clever hands situation when people ask, yes, him questions and stuff like that. Yes, excellent. Và cái này nó thông tin nó tức là nó bao hàm nhiều ý phải không ạ? Very good. Câu nào nè các anh chị? Dạ rồi, 1, 2, 8. Bây giờ số 2 và số 8 là đúng rồi này hết. Nhưng mà số 1 là không được đâu ạ. Tại vì số 1 đó là many animals have extreme perception. Chỉ làm kỹ nó rất là nhỏ ở trong đó thôi. Phải không nào? Perception is not everything, right? Ở đây
Ok, như vậy anh hiểu mình gọi là hai năm và tạm dạ đúng rồi, trong năm đấy hết là nó có thể có như đọc được cái hành vi phải không của con người bằng cách là quan sát những cái dấu hiệu nó hết sức là tinh tế phải không nào? Mà thậm chí con người cũng không có thể nhận ra được, đúng rồi đấy ạ. Như vậy chúng ta chọn là 2 và 5 và 8, còn là những cái chi tiết khác thì các anh chị thấy rằng nó thứ nhất là nó quá chi tiết ấm ạ, và cái thứ hai nữa là cái ví dụ như câu số 1 chẳng hạn là nhiều cái loài động vật nó có extreme perception, và đó chỉ là cái phần introduction vào thôi. But what does it have to do with the with that kind of perception is another thing, right? Và đi kèm với cái việc là nghĩa ở cái trí thông minh ở động vật ở đây. Alright. Dạ rồi, bây giờ mình còn một chút thời gian cả anh chị hết. Chúng ta sẽ cố gắng làm thêm một bài nữa cho nó xong cái bài 4 này ấy. Mọi người cố lên nha, Sài Gòn cố lên ấy. Ok không cả anh chị, mình còn 15 phút nữa lận đó hết. Thì chúng ta sẽ nhìn vào ở cái đáng số 102. Và chúng ta có hết tất cả là 6 câu hỏi, là 102 và 103. Câu hỏi số 1 đó là cảnh gì lật đến 102 giúp cho mình chưa? Are you there? Dạ rồi, rất tốt. Số 1 đó là rất là khó để có thể định nghĩa trí thông minh ở động vật. Bởi vì sao? Cảnh gì chịu khó đừng đọc đáp án nhé. Chỉ vòng lại cái chỗ là khó định nghĩa vì sao thôi hết. Thứ hai đó là cái sự hiện hữu của những cái đặc điểm của con người trong hành vi của động vật có thể không phải là một cái dấu chỉ tốt cho cái trí thông minh ở động vật, bởi vì sao? Phải không nào? Số 3 đó là mặc dù có vẻ như là cả cái con cả heo này rất là thông minh dựa trên cái kích cỡ bộ não não bộ của nó, nhưng chúng ta không thể nào mà đo lường được một cách tối ưu cái trí thông minh của nó, bởi vì sao? Số 4 đó là nếu như mà con người không có đứng đầu ở trong cả cái bài kiểm tra về trí tuệ thông minh những so sánh với động vật, thì một số các cái nhà nghiên cứu họ giả định rằng ok là như thế nào đó. Rồi một cách mới để có thể đánh giá cái trí thông minh ở động vật, tức là cái bottom up method, nó liên quan đến cái việc là tìm ra một cái đặc tính về nhận thức và điều tra xem thử là cái hệ thần kinh hướng dẫn cái đặc tính này như thế nào, nó dẫn dắt như thế nào, và một cái lợi ích của phương pháp này là gì hả? Và cuối cùng là đối với các nhà khoa học mà tin rằng là có thể đánh giá một cách chính xác hay là một cách hữu ích hữu hiệu đấy cái trí thông minh, thì họ cần phải có cái gì đó. Alright, so let's go back to the reading. Chúng ta đọc cái bài đọc ấy, bây giờ mình sẽ im lặng để cho các anh chị đọc, và với những cái chữ mà người ta có cái định nghĩa thì người ta có đánh số đó, các anh chị lưu ý hết. Xong bài này thì chúng ta sẽ nghỉ. So we are reading on page number 100. Make sure that you identify the number of the paragraph, okay?
Được, câu nào cả anh chị cứ type cho đáp án vào đấy cả anh chị nhé. Okay, so you think that one is B, all right? Are you sure? Đâu vậy ạ? Này không là chứ phải đáp án đâu cả anh chị nhé. Dạ đúng rồi, số 1 không phải như vậy đâu ạ. Cái này cảnh chị đọc kỹ lấy được cái đoạn đó giúp cho mình hả? Paragraph number 3. Và cho mình lại đáp án nhé. Ok, rồi chị đoạn là 1 là A, vì sao ạ? À, cả con vật chỉ bắt chước. Và bắt chước là bắt chước về cái gọi là các cái yếu tố con người ấy, nhưng mà rất là khó để có thể định nghĩa, bởi vì sao bây giờ các anh chị tìm cho mình. Ok. So paragraph number 3 are concerned with learning mechanism and other cognitive abilities. Ok. 3A đoạn 10. Rồi, cái về số 3 chúng ta có nhắc đến cả chữ sensory đó phải không nào? Nhưng mà đoạn 10 ở đây chúng ta có cái gì đây? Chỗ nào đây ạ? Ở đây một cái ví dụ đó là cái con dolphin, right? But we can't measure this optimally. Còn cái gì là cho cả anh chị biết cái phần gọi là sensory đó chưa? À, nó chỉ là ví dụ con cá heo thôi, đúng rồi. Yeah, but it does it say anything about extreme sensory perception? You say that definitely a great barrier in the communication is definitely a great barrier in the understanding of animal behavior. Cái này có nói gì về cái sensory đó không ạ? Anh chị tìm lại thông tin cho mình đi hả? Dạ, mình đang nói đến câu 1 cả anh chị thế. Dạ không, câu 1 thế. Và cả anh chị nhớ này, cái này á là cái, giống như cái bài lúc nãy, đọc cái instruction cho kỳ giúp mình nghe, là nói này là two of the three answers for each questions are correct and cross out the answer that is incorrect. Như vậy cho mình biết là cái nào là sai á, chứ không phải là tìm ra cái đáp án đúng cả anh chị nhé, mà là phải tìm ra cái đáp án sai á. Đấy.
cho nên cái câu mà lúc nãy mà chị nói là nó different meanings depending on the species of animal, là cái đó là thực ra là nó đúng không nào? Ok. Dạ, cho nên là mình bây giờ mình tìm ra cái gì cái đáp án sai á anh chị nhé. Dạ. Dạ thôi được rồi, như thế này này hay. I mean, I guess that you are also tired, right? Cả anh chị chắc có lẽ là cũng đã rất là mệt rồi hay. Thôi được rồi, hôm nay mình ngán lấy cái đá để cả anh chị ha. Và cái đó cũng là một cái bài học để chúng ta khi mà mình làm cái bài kiểm tra hoặc là các cái bài bài tập á, thì cả anh chị cố gắng là cái phần đọc cái instruction, tức là phần hướng dẫn, chúng ta phải đọc cho nó kỹ. Bởi vì nhiều khi là mình hay làm theo kiểu là mình vô mình thấy bài và mình làm như vậy, mình thấy A, B, C và mình chọn A, B, C thôi, chứ mình không có để ý là mình phải tìm cái đáp án đúng hay là đáp án mà nó sai. Cái gì rõ ý cho mình chứ nào. Hoặc là ví dụ như có những cái bài đọc họ yêu cầu mình là điền từ, và họ có đề ở trên chỗ phần hướng dẫn đó là mình được điền không quá 2 từ, ví dụ như thế. Nhưng mà mình không đọc đề thì mình sẽ lấy và mình điền ví dụ như là từ 3 từ trở lên, là như vậy là nó đúng hay sai ạ? Anh chị, để như họ cho vậy là sai. À đúng rồi. Cho nên là cũng là một cái kinh nghiệm hay để cho mình đọc cái hướng dẫn cho thật là kỹ. Alright, cái này mình sẽ để lại cho cả anh chị mình đọc. Và như mình nói đó là ngày hôm nay là tối ngày thứ ba phải không? Ngày thứ ba, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp. Rồi ngày thứ năm mình nghỉ, và ngày thứ sáu là mình mới học lại và làm bài kiểm tra. Thì để chuẩn bị cho tối ngày mai là mình dặn luôn. Dạ, là dạ rồi, mình dặn luôn là cả anh chị cố gắng làm cái bài này cho mình này. Còn cái unit 5 với là unit 6 thì cả anh chị hãy làm cả cái phần bài tập mà nó liên quan đến từ vựng thôi, để mình có từ vựng để mà mình giải mã một cái text là được rồi. Còn cả anh chị bận rộn quá thì mình cũng không yêu cầu cả anh chị đọc được, với những ai đọc được thì cố gắng đọc cả anh chị nhé. Dạ, dạ cô. Alright, so I'll see you guys again tomorrow. Ngày mai, tối mai mình gặp lại cả anh chị ấy. Yeah. Good night, teacher. Yes, thank you. Yeah. Yes. Good night. Yes. Yeah. Chúc cả nhà mình ngủ ngon. Dạ, chúc con ngủ ngon. Em làm danh sách tiếp đây. Yeah. Dạ rồi.